Mocha, làm thế nào để bán được deal 1k trong last line nhưng vẫn có lãi ạ? Có rất nhiều phương pháp để giữ chân mắt người xem, giữ chân khách hàng ở lại phiên live của bạn. Vậy thì có những cách nào ạ? Nào là mini game, nào là tặng quà, nào là deal 1k? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng deal 1k một cách hợp lý? Deal 1k sẽ giúp cho khách hàng đưa ra quyết định mua hàng nhưng phải mua kèm theo những sản phẩm khác nữa. Vậy thì các bạn hãy theo dõi đến cuối video nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị nhà bán hàng những phương pháp chốt deal 1k hợp lý và thông minh trên last line. Rồi, như thế nào là chốt deal 1k thông minh trên last line? Đó chính là chúng ta phải làm cho khách hàng mua kèm một sản phẩm khác nhé. Tại vì nếu như chúng ta chốt deal 1k mà khách hàng không mua kèm sản phẩm gì hết là coi như chúng ta lỗ, và cái mục đích sử dụng deal 1k là không hợp lý nhé. Và các bạn nên nhớ được rằng là chúng ta phải áp dụng duy nhất trên last line, là mua ngoài line thì sẽ không có deal 1k như thế này. Và chúng ta phải duy trì được một cái là số lượng có hạn để cho khách hàng chốt deal ngay và luôn nhé mọi người. Vậy thì làm thế nào để chốt deal 1k hợp lý? Và chúng ta phải lên những sản phẩm deal 1k bổ trợ cho sản phẩm chính. Ví dụ đây là bán một gói cà phê pha phim thì chúng ta sẽ lên deal 1k là những cái phim cà phê như thế này. Sẽ giúp khách hàng nhìn nhận một vấn đề là mua trên live stream thì sẽ săn được cái phim cà phê này với giá 1k. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý cho khách hàng là phải mua kèm. Khi khách hàng mua kèm với cà phê thì mới được sản phẩm là deal 1k, còn nếu không mua kèm thì sẽ không có giá deal 1k nhé mọi người. Là như vậy để giúp cho khách hàng chốt deal 1k ngay trên live. Trong mỗi ngành hàng khác nhau thì luôn luôn có những sản phẩm đi kèm để mọi người set up làm sao cho nó hiệu quả hợp lý nhé. Và tiếp theo là ví dụ đây là một set bánh tráng khoai xương thì chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm deal 1k, có thể là chai bơ như thế này bán giá là deal 1k. Khi mua một set combo bánh tráng này được tặng một chai bơ 1k, hoặc là chúng ta có thể là sa tế 1k, xúc tắc ăn kèm 1k. Thì tất cả những sản phẩm 1k này chúng ta bán theo kèm combo, hoặc là lưu với khách hàng là khi mua 1k này thì các anh chị nhớ mua thêm một sản phẩm bất kỳ dưới trên 49.000 hoặc trên 99.000 thì mới được áp dụng sản phẩm deal 1k này cho những combo đơn hàng như vậy, để cho khách hàng quyết định mua thêm những sản phẩm khác nhé. Và một lưu ý quan trọng đó là chỉ áp dụng duy nhất trên last line và số lượng có hạn. Mọi người lưu ý với khách hàng xem live là chỉ mua được deal 1k khi xem live stream, và trên live stream này xuống live rồi sẽ không có giá deal 1k nữa, và như vậy sẽ tăng cái tỷ lệ chốt đơn mua kèm. Và số lượng có hạn nha mọi người, chỉ 10 deal duy nhất là săn với giá deal 1k để tạo sự khan hiếm cho khách hàng ở lại săn deal 1k và chốt đơn ngay trên live live. Chúc các bạn thành công và áp dụng trên live live của mình nhé. Vừa rồi Duy đã hướng dẫn cho tất cả anh chị nhà bán hàng những phương pháp chốt deal 1k kèm mua những sản phẩm khác trong last line. Hãy đăng ký kênh YouTube Học viện Lazada và đón xem nhiều bài học hữu ích đến từ các diễn viên của học viện nhé. Đăng ký ngay